Rồi ok, xin chào anh em, lại là em Tám Thợ Khóa đây. Thì hôm nay em sẽ thực hiện làm cái chìa khóa Smart Key của con Vision. Đó, thì xe Jin đã trang bị khóa Smart Key rồi. Đó, và bác chủ xe bác bị mất ID và mất hai remote nha anh em. Đó, thì anh em chỉ cần, nếu mà anh em ở xa thì anh em chỉ cần tháo SU và gửi cho em sẽ làm cho anh em bình thường. Còn anh em ở Hà Nội ấy, thì anh em có thể gọi cho em và em sẽ đến tận nhà anh em phục vụ cho anh em luôn nhá. Ok, thì thao tác thì em tháo mặt nạ và em tháo SU và em đọc ID nhé anh em. Rồi ok, đây rồi đây nha các bác. Thì con SU của cái con Vision này nó sẽ nằm ở trên mặt nạ, nó nằm ở dưới cái ECM này nhé. Đó, các bác phải tháo mặt nạ ra và tháo hai ốc xe ECM này ra, rồi nhấc được cái SU này ra này. Đó, thì bây giờ em được thực hiện là đọc ID từ trong cái SU này. Đó, anh em ở xa thì em chỉ cần gửi cái này về cho em là được nhá. Ok. Rồi nha anh em. Đó, thì em phải dùng cái máy chuyên dụng để em đọc cái ID ở trong cái hộp đen này ra. Đó, thì đây. Đây, của nó là Vision 2021 KIC nhá anh em. Đó, thì em sẽ đọc. Con này đọc nó rơi vào tầm 5 phút nha anh em. Như thế này là em vừa đọc xong mã ID ra xong nhé anh em. Đó, thì mã ID của xe đây. Thì bây giờ em được thao tác, em dùng cái chìa để nạp vào cái SU này. Đó, rồi. Rồi ok, thì em vừa đọc ID ra xong rồi và em chụp ảnh ở đây nhé. Đó, thì em dùng máy này em nạp chìa vào luôn nhé anh em. Bác ở xa thì các bác ở xa thì bác chỉ cần gửi cái cục này về cho em làm chìa xong ok là được. Lần lượt chứ ạ, thì nạp chia ra nhanh không rồi. Rồi ok, thì khi đăng ký thành công là nó sẽ báo trên này luôn nha anh em. Đó, đăng ký FOB thành công. Rồi ok, mình cắm vào em thử nhé. À đây, bác chủ xe bác làm thêm một cái nữa để em sẽ nạp luôn. Sau đây nha các bác, thì bác chủ xe bác ấy làm lại hai chìa đây, thì hoạt động bình thường rồi này. Đó, hai chìa hoạt động như nhau nhé. Và đề máy này, đó, kích núm nhé. Đây, ok, bao gồm hai chìa. Rồi, bác nào có nhu cầu làm chìa thì alo em nhé.